hỗ trợ là mở thêm cái room tín dụng để ít nhất là lo được cái nguồn vốn hoạt động ngắn hạn, tức là nguồn vốn lưu động để có thể là cho các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp thì vẫn có thể có. Thế còn đối với các khoản mà nợ đến hạn thì bọn em sẽ dành từ các cái nguồn thu từ hoạt động để có thể trang trải. Hồ sơ pháp lý cho các dự án, đặc biệt là các dự án bất động sản, giải quyết nhanh để các nhà đầu tư trong các dự án bất động sản có thể đưa sản phẩm ra thị trường sớm. Và lúc đó thì mới có điều kiện để họ có thể họ bán được với giá rẻ. Chúng ta cũng cần xem xét cái lộ trình áp dụng, ví dụ như Nghị định 65 ban hành và áp dụng ngay vào thời điểm ban hành. Có thể đâu đó mình có thể giãn được tiến độ, có cái điều kiện để cho thời gian để cho các cái thị trường thích nghi với cái những cái điều kiện về quy định mới của nghị định. Đề cập đến các giải pháp dài hạn hơn, các thành viên thị trường vẫn đồng tình cho rằng cần tiếp tục chú trọng vào chất, từ vai trò của tổ chức phát hành tới tổ chức phân phối. Nếu 2 năm nữa có dòng tiền thì anh chỉ được phát hành, anh mới được phát hành là 2 năm. Còn trong trường hợp nếu mà cái tài sản đó phải 3 năm, 4 năm thì cái phần mà phát hành trái phiếu đó phải kéo dài thời hạn đúng bằng cái thời hạn mà điểm rơi của cái nguồn thu anh đem vào. Đối với những nhà đầu tư mà đang được tiết kiệm khi mà được chào mua trái phiếu thì họ luôn luôn nói là nó cũng giống gửi tiết kiệm thôi với lãi suất cao, mà bản thân những cái trách nhiệm và vai trò của các công ty chứng khoán chưa thực hiện đầy đủ. Cùng với đó, thúc đẩy công tác xếp hạng tín nhiệm trái phiếu như một bộ lọc cho các nhà đầu tư tham gia thị trường cũng là kiến nghị được quan tâm. Đàm phán để gói cổ là trả bằng sản phẩm, có thể là bằng căn hộ hay là gói bằng đất đai hay bằng biệt thự hay là bằng cổ phiếu, vân vân. Thế thì tôi nghĩ là cái này thì sẽ sửa cái sổ lắm sớm, chúng tôi sẽ sửa theo dạng rút gọn để ban hành gói cổ là sớm thì tạo điều kiện cho thị trường. Bởi vì chúng ta ban hành số lắm trong khi thị trường đang còn gói cổ là thuận lợi, nhưng mà đến bây giờ gói cổ là thị trường nó như thế này thì luật pháp cũng phải thay đổi để phù hợp với cái hoàn cảnh. Cái quan trọng nhất là khi chúng ta ban hành luật pháp nó phù hợp với thực tiễn và nó mở đường cho cái thực tiễn và tạo nên cái vấn đề kiến tạo cho cái sự phát triển trong tương lai mới là cái vấn đề quan trọng.